trái vào đường Lê Duẩn. Đường lên gần 2 km nữa. Em bắt về thì tặng mẹ đi. Ai ạ? Cho xe thứ nhất là cái xe trước mắt là phải tắt dây an toàn luôn nhé. À vâng. Cái thứ hai là mình đi là rẽ trái từ cửa Nam ra đây là lúc đó mình đi thành cái đỏ. Ủa? Gì vậy?